Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân Giáp Ngọ đã diễn ra thành công với trên 700 đại biểu và các nhà đầu tư tham gia. 3 dự án đầu tư được trao giấy chứng nhận và 9 thỏa thuận đầu tư được ký kết, có thể khẳng định Nghệ An đang là điểm đến hứa hẹn nhiều thành công cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau thành công của hoạt động xúc tiến, quan trọng hơn cả là kết quả triển khai các dự án đầu tư và hiệu quả của các dự án này đối với phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội. Chương trình Nhịp cầu đầu tư số thứ 8 này sẽ tập trung phản ánh về công tác triển khai các dự án đầu tư sau hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân Giáp Ngọ. Mời quý vị và các bạn đón xem trên sóng NTV lúc 21 giờ thứ 6 ngày 21 tháng 3 năm 2014.